Hello anh em, Minh Order Đông lại về được một lô loa lời Bâu 101. Và trong đó có một đôi JBL Con Trung 1 anh em nhé. Cửa hàng cùng quay giới thiệu, anh em có thể xem. Cửa hàng về được lô này toàn loa đẹp anh em nhé. Toàn loa đẹp, bãi zin luôn, bãi zin tuyển chọn luôn cho anh em. 101 thì nó là dòng loa lời danh tiếng của hãng loa Bâu, loa Bâu của Mỹ anh em nhé. Loa này có cấu tạo là một bát 12 loa toàn giải. Gọi nó là loa lời với lý do là khi anh em mở nhạc đôi loa này thì lời hát và giải chép nó là nhiều nhất, và nhiều nhất là giải lời. Nó vẫn có cả âm bát nhưng lời hát nó là mạnh nhất, chính vì vậy nó gọi loa lời. Và lời hát của đôi loa này nó to rõ hơn rất nhiều so với lời hát của những đôi loa thùng khác anh em ạ. Đó, loa này thì đa phần là sản xuất tại Mexico anh em nhá. Ở bên trong có cấu tạo là bóng đèn tụ và cuộn dây con trở đó. Ở đây thì chỉ có một đôi JBL thôi, nhưng đôi này thì cửa hàng cũng chưa đi thay gân. Cái dòng Bâu thì là gân vải, anh em có thể nhìn thấy ở đây. Như dòng JBL thì nó là gân cao su, theo thời gian nó sẽ mục. Theo thời gian sẽ mục anh em nhé. Theo thời gian sẽ mục và mình sẽ phải thay. Anh em thấy này, đây cái gân này mục này, gân cao su mục này. Đó. Đây. Đó, mục đấy. Zin nguyên bản, nếu với dòng JBL chỉ có thay gân thôi anh em nhé. Đôi loa JBL này đẹp xuất sắc đây anh em ạ. Đó. JBL Control 1. Còn lại là đa phần là loa Bâu 101. Thì những đôi loa lời này, đợt này cửa hàng sẽ để giá tốt cho anh em, đó là 3.400.000 đồng. 3.400.000 đồng giá tại cửa hàng anh em nhé. Còn nếu anh em nào ở xa gửi hàng đi thì 3.500.000 là bao ship cho anh em. 3.500.000 bao ship. Còn anh em nào đến lấy được tận nơi, 3.400.000 cho anh em chơi. Đảm bảo hàng xịn, hàng đẹp cho anh em chơi. Loa lời thì cửa hàng đã bán không biết bao nhiêu năm rồi anh em nha. Bán từ năm 2014 đến nay thì chắc phải đến 1.000 đôi loa lời rồi. Dám khẳng định anh em tầm 1.000 hoặc hơn 1.000 đôi loa lời rồi. Về loa lời có thể khẳng định là vua loa lời luôn. Nên anh em yên tâm về chất lượng luôn. Đây cửa hàng sẽ cho anh em xem cấu tạo bên trong này. Và theo đợt sản xuất thì nó sẽ có cái màng là màng nâu đỏ này, hoặc là màng xám xanh hoặc xám đen anh em nhé. Đây cửa hàng sẽ tháo vải cái ra để anh em xem. Nó theo đợt sản xuất và theo đợt sản xuất, theo năm sản xuất thì đằng sau nó cũng để các cái loại tem khác nhau. Loa này thì có công suất auto đấy, xám đen này, xám xanh này, đó, nó theo năm sản xuất nha. Thì cửa hàng sẽ tuyển chọn là những cái màng loa nó đồng đều rồi nó không bị sờn, không bị rách đấy. Đây cửa hàng sẽ nhấc ra một chiếc để anh em xem này. Bên trong một là sẽ là bông màu trắng hoặc hai là bông xốp màu đen theo đợt sản xuất. Đây như đôi này thì sản xuất năm 89 này anh em này. Buồng 6 tháng 9 năm 89. Đây, cấu tạo đây. Cuộn dây, tụ, bóng đèn và trở. Đấy là đặc trưng của dòng 101 anh em nhé. Còn có những đôi nó sẽ để phân tần nó úp xuống, nó úp xuống anh em nhé. Anh em mở ra anh em sẽ không thấy được rõ bóng và cuộn dây trở như này. Mà anh em phải tháo ốc ra, anh em lật cái mảng vỉ mạch này ra này thì mới thấy được. Bởi vì cái vỉ mạch nó úp xuống. Anh em sờ tay và thì sẽ thấy. À, giả sử có những đôi nó như vậy, nó sẽ làm vỉ mạch, vỉ của phân tần úp lại thì anh em không nhìn được rõ như này. Thì anh em sờ cái này anh em thấy bóng, thấy tụ, thấy trở. Đều hàng zin tuyệt đối anh em nhá. Hàng zin tuyệt đối và tuyển chọn. Toàn đôi đẹp rồi anh em nhá.
chất âm thì nó đã khẳng định tên tuổi từ bao nhiêu năm rồi. Và trong lô này thì có một cái đôi như này. Đây, anh em thấy nó khá lạ không? Đấy. 101 hoặc là dòng Labo nó nhiều mẫu mã lắm. Nó gửi về Việt Nam được đôi nào thì mình biết mã kiểu đấy thôi. Đây, anh em thấy nó khác này, khác cái nắp tre. Nó làm vòng lên kiểu cách một chút, còn về bên trong vẫn như nhau. Nhưng anh em sẽ thấy ở đằng sau nó sẽ dán tem khác này. Đây. 101 MG. Đấy, MG anh em nhé. 101 USA monitor. Đấy, Massachusetts, địa chỉ công ty mà. Đấy. 101 MG 150W. Đấy, có tem thì nó như này. Có tem như này. Đấy. Thì thông số thì nó sẽ ghi trên này 6 ohm 150W. Nó theo đợt sản xuất mà anh em. Đây, có tem thì nó ghi này 101 MM. Đấy. 6 ohm 150W. Hoặc có tem thì ghi là công suất trung bình là 45W. Dòng này nó dao động công suất và trở kháng auto, công suất auto từ 10 đến 150W và trở kháng từ 4 đến 8 ohm. Và nó ghi trung bình là 6 ohm. Sẽ mở nhạc cho anh em cùng nghe. Mở nghe một đoạn anh em nhé. Chỉ cần nhích nhẹ volume là thấy lời ông ổng rồi. Lời rất to, rõ, tròn. Xa cách kinh thành, mộng trường chinh khói đêm. Vào đời manh áo chiến lúc tuổi còn xanh. Kỳ ngọt luôn. Anh em có thể dùng để nghe nhạc hoặc ghép hát karaoke, hoặc nghe nhạc một mình đôi loa này, nghe nhạc phòng trà, phòng cà phê, ở quán xá đều được hết, lắp trên ô tô nhiều mục đích mà. Ở trường học, nhà thờ. Xin chào và gặp lại anh em. Giá 3 triệu rưỡi bao ship, còn 3 triệu tư thì anh em ở gần đến nơi lấy được.